vị và các bạn đang theo dõi những tin tức mới nhất về tình hình xung đột ở Ukraine ngày 13 tháng 6 trên truyền hình Quốc hội Việt Nam. Sau đây là những nội dung chi tiết. Giới chức Ukraine cho hay, đêm 12 rạng sáng ngày 13 tháng 6, quân đội Nga đã tập kích tên lửa vào Kryvyi Rih, thành phố quê nhà Tổng thống Volodymyr Zelensky ở tỉnh Dnepropetrovsk, miền trung Ukraine. Theo không quân Ukraine, Nga đã triển khai tổng cộng 8 máy bay ném bom Tu-95MS, phóng 14 tên lửa hành trình KH-101, KH-555 từ biển Kapsi. Ngoài ra, Moscow cũng sử dụng ít nhất 4 UAV tự sát Shahed-136-131 cho cuộc tập kích. Hệ thống phòng không của Ukraine đã đánh chặn thành công 10 tên lửa và 1 chiếc UAV trong số đó. Theo thống kê ban đầu, vụ tập kích khiến ít nhất 6 người thiệt mạng và 25 người bị thương. Vụ tấn công cũng gây hư hại một số hạ tầng dân sự, trong đó có một tòa nhà chung cư và một nhà kho. Bộ Quốc phòng Nga chưa bình luận về thông tin này. Cuộc tấn công diễn ra trong bối cảnh Ukraine được cho là đã bắt đầu chiến dịch phản công. Hoạt động phản công của Ukraine tập trung ở vùng Zaporizhia miền Nam và Donetsk miền Đông. Theo Ukraine, trong vòng một tuần qua, họ đã giành lại quyền kiểm soát 7 ngôi làng với tổng diện tích 90 km2 ở cả miền Đông và miền Nam. Cũng trong ngày 13 tháng 6, quan chức Ukraine tuyên bố hệ thống phòng không của nước này đã chặn toàn bộ tên lửa của Nga nhằm vào thủ đô Kiev. Các quan chức ở tỉnh Kharkov ở Đông Bắc và thành phố miền trung Kryvyi Rih cũng thông báo về đòn không kích của Nga. Thị trưởng Kharkov thông báo máy bay không người lái UAV Nga đã lao vào một nhà kho và tòa nhà của một công ty dịch vụ công cộng, nhưng chưa có thông tin về thương vong. Bộ Quốc phòng Nga chưa bình luận về thông tin. Những đợt tập kích liên tục của Nga dường như đã làm cạn kiệt đạn phòng không của Ukraine, khi họ không ngừng khai hỏa các quả đạn đắt tiền để đối phó với tên lửa và UAV giá rẻ. Giới chức Ukraine nhiều lần bày tỏ lo ngại với phương Tây về nguy cơ thiếu hụt tên lửa phòng không trước những đợt phản công. Truyền thông Đức ngày 12 tháng 6 dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Hà Lan Olaf Ren cho biết các phi công Ukraine có thể được huấn luyện lái máy bay chiến đấu F-16 của Mỹ trong vài tuần tới. Một địa điểm khả thi để huấn luyện lái F-16 cho các phi công Ukraine là Đan Mạch, nơi có các mô hình tập bay loại máy bay tiêm kích này. Theo hai nguồn thông tin, các phi công Ukraine đã có kinh nghiệm lái máy bay chiến đấu MiG thời Liên Xô sẽ được huấn luyện trước. Việc huấn luyện này được Mỹ hỗ trợ, trong khi một số nước khác cũng muốn tham gia huấn luyện cho phi công Ukraine. Hiện hai quốc gia thành viên NATO là Hà Lan và Đan Mạch đang dẫn đầu một liên minh quốc tế có nhiệm vụ huấn luyện phi công và nhân viên hỗ trợ, bảo trì máy bay, tìm kiếm khả năng cung cấp máy bay F-16 cho Ukraine. Tuy nhiên, theo bà Olaf Ren, cho tới nay vẫn chưa có quyết định cuối cùng về mong muốn của Kiev chuyển giao những chiếc F-16 cho nước này. Trước đó, ngày 19 tháng 5, một quan chức cấp cao của Nhà Trắng xác nhận, Tổng thống Joe Biden đã thông báo với các nhà lãnh đạo nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới, G7, về việc Washington ủng hộ kế hoạch đào tạo phi công Ukraine sử dụng các loại chiến đấu cơ tiên tiến, trong đó có những chiếc tiêm kích F-16. Trong một diễn biến khác, Tổng thống Pháp Macron cho rằng cuộc phản công của Ukraine sẽ kéo dài vài tuần hoặc vài tháng. Paris hy vọng điều đó sẽ giúp tạo điều kiện cho các cuộc đàm phán hòa bình trong tương lai. Theo ông Macron, cuộc phản công của Ukraine đã bắt đầu từ vài ngày trước và nó đã được lên kế hoạch kỹ lưỡng. Cuộc tấn công này sẽ diễn ra trong vài tuần, thậm chí vài tháng. Chúng tôi đã làm mọi cách để giúp nó trong khuôn khổ mà chúng tôi đã đặt ra từ khi bắt đầu cuộc xung đột, trừng phạt Nga để ngăn chặn nỗ lực quân sự của nước này, giúp Ukraine kháng cự và giành lại lãnh thổ nhưng không bao giờ tấn công Nga và tránh khỏi mọi hình thức leo thang. Tổng thống Pháp nhắc lại cam kết hỗ trợ lâu dài cho Kiev và bày tỏ hy vọng rằng các hoạt động phản công của quân đội Ukraine sẽ thành công vì việc chuyển sang giai đoạn đàm phán trong điều kiện thuận lợi sẽ phụ thuộc vào điều đó. Ngày 11 tháng 6, Bộ Quốc phòng Nga công bố một video cho thấy thủy thủ trinh sát hạm Bria Zhovye điều khiển tổ hợp AK-630 bắn nổ 6 xuồng không người lái của lực lượng Ukraine. Thông báo của Bộ Quốc phòng Nga, các xuồng không người lái này tiếp cận trinh sát hạm Bria Zhovye khi tàu này đang tuần tra an ninh dọc tuyến đường ống Turk Stream và Blue Stream phía nam Biển Đen. Vụ tập kích xảy ra cách thành phố Sevastopol, Crimea khoảng 300 km về phía đông nam, theo Bộ Quốc phòng Nga. Cơ quan này cho biết thủy thủ trinh sát hạm Bria Zhovye đã phá hủy tất cả các xuồng không người lái tham gia tập kích để đảm bảo an toàn cho con tàu. Trinh sát hạm Bria Zhovye sau đó tiếp tục thực hiện nhiệm vụ. Bộ Quốc phòng Nga cho hay trong thời gian xảy ra vụ tấn công, một máy bay không người lái UAV trinh sát RQ-4B của Mỹ hiện diện ở trung tâm Biển Đen, song chưa rõ vai trò của nó. Moscow cáo buộc UAV RQ-4B từng xuất hiện trong vụ xuồng không người lái tập kích trinh sát hạm Ivankov hồi cuối tháng 5. Ukraine và Mỹ chưa bình luận về thông tin của Bộ Quốc phòng Nga.
trinh sát hạm Bria Yopye thuộc lớp đề án 864 do Liên Xô chế tạo và biên chế vào tháng 6 năm 1987. Tàu Bria Yopye và các trinh sát hạm khác thuộc đề án 864 chuyên làm nhiệm vụ thu thập thông tin tình báo điện tử qua loạt cảm biến, sau đó gửi tín hiệu về bờ thông qua anten vệ tinh đặt trong hai mái vòm lớn. Cùng ngày 11 tháng 6, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết hiện không có điều kiện cho các cuộc đàm phán với chính quyền Ukraine. Ông Peskov cũng chỉ ra lý do khiến tiến trình đàm phán giữa Nga và Ukraine không diễn ra. Chúng tôi thấy thứ nhất, chính quyền Ukraine không sẵn lòng, thứ hai, họ chưa sẵn sàng, ông Peskov nói thêm. Ngoài ra, ông Dmitry Peskov tuyên bố Nga sẽ tìm cách đảm bảo an ninh của chính mình, trong đó loại trừ việc NATO mở rộng biên giới và Ukraine gia nhập liên minh quân sự. Trước đó, ông Peskov chỉ ra rằng tuyên bố của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky về khả năng Ukraine trở thành thành viên NATO cho thấy Kiev không sẵn sàng và không có khả năng giải quyết các vấn đề hiện có trên bàn đàm phán. Ở một diễn biến khác, lãnh đạo tập đoàn quân sự tư nhân Wagner, ông Yevgeny Prigozhin tuyên bố sẽ không ký bất cứ hợp đồng nào với Bộ Quốc phòng Nga trong bối cảnh Moscow được cho là muốn tăng cường lực lượng cho chiến dịch quân sự ở Ukraine. Ông Prigozhin nói rằng Wagner không có nghĩa vụ phải tuân thủ các mệnh lệnh của Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu. Ông lập luận Wagner hoàn toàn phụ thuộc vào lợi ích của Nga, nhưng cơ cấu chỉ huy hiệu quả cao của lực lượng này sẽ bị tổn thất nếu có nghĩa vụ phải báo cáo với người đứng đầu Bộ Quốc phòng Nga. Tuyên bố trên được đưa ra sau khi Bộ trưởng Shoigu yêu cầu tất cả các quân tình nguyện ký hợp đồng với Bộ Quốc phòng Nga trước ngày 1 tháng 7. Động thái này được cho là nhằm tăng hiệu quả của lực lượng Nga. Tuy không đề cập cụ thể tới Wagner, nhưng theo truyền thông địa phương, đây là nỗ lực của Bộ trưởng Quốc phòng Shoigu nhằm kiểm soát Wagner. Wagner đóng vai trò là lực lượng then chốt của Nga trong các cuộc giao tranh kéo dài nhiều tháng nhằm kiểm soát thành phố chiến lược Bakhmut ở miền đông Ukraine. Mối quan hệ giữa Wagner và quân đội Nga ngày càng rạn nứt khi đơn vị quân sự tư nhân này cáo buộc Moscow không cung ứng đầy đủ vũ khí, đạn dược, khiến họ chịu tổn thất lớn. Nga nhiều lần đã bác bỏ cáo buộc này. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết các đại diện của tòa hình sự quốc tế đã đến thăm khu vực Kherson trong những ngày gần đây. Ngày đầu tiên sau thảm họa vỡ đập, văn phòng công tố viên Ukraine đã gửi yêu cầu tới tòa hình sự quốc tế để mở cuộc điều tra về thảm họa này. Công việc đã bắt đầu, khoảng 4.000 cư dân đã được các đội cứu hộ Ukraine sơ tán. Đập thủy điện Kakhovka trên sông Dnipro thuộc khu vực Nga kiểm soát ở tỉnh Kherson đã bị phá hủy một phần vào ngày 6 tháng 6, khiến dòng nước ồ ạt trút xuống hạ lưu. Ukraine cáo buộc Nga cho nổ đập Kakhovka, trong khi Điện Kremlin cho rằng chính Ukraine đã phá hoại con đập này. Ngày 10 tháng 4, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã phát tín hiệu rằng chiến dịch phản công của quân đội nước này nhằm đẩy lùi lực lượng Nga đã bắt đầu. Ông không tiết lộ thêm chi tiết về cuộc phản công đã được lên dây cót từ lâu nay. Không loại trừ đây là cách Ukraine nhằm gây nhiễu loạn về thời điểm và địa điểm phản công thực sự, nhưng rõ ràng xung đột Nga và Ukraine đang bước vào giai đoạn mới, có thể quyết định cục diện chiến trường. Giới chức Ukraine thừa nhận chiến dịch phản công mới của họ có thể đã mất đi yếu tố bất ngờ, từng thấy ở cuộc phản công ở Kharkov hồi tháng 9 năm ngoái. Mục tiêu bao quát của Ukraine là giành lại toàn bộ lãnh thổ, bao gồm cả bán đảo Crimea sáp nhập vào Nga vào năm 2014. Tuy nhiên, Kiev có thể đạt được mục tiêu đó hay không vẫn là câu hỏi lớn. Trong khi Ukraine dành ra nhiều tháng để lên dây cót chiến dịch phản công, Nga cũng có thời gian xây dựng mạng lưới phòng thủ nhiều lớp. Các ảnh chụp vệ tinh cho thấy tuyến phòng thủ trải dài hàng nghìn km của Nga, bao gồm các hào chống tăng, bãi mìn, phòng tuyến răng rồng. Để xuyên thủng hệ thống phòng thủ này quả là một thách thức lớn không hề đơn giản với Ukraine. Do vậy, chiến thuật của Ukraine là tiến hành các hoạt động định hình như tấn công vào các tuyến đường tiếp tế, phá hủy kho đạn dược, nhiên liệu và tập kích UAV nhằm thăm dò điểm yếu trong mạng lưới phòng thủ của Nga. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin cập nhật về tình hình xung đột ở Ukraine ngày 13 tháng 6 trên truyền hình Quốc hội Việt Nam. Kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo.